Thái Dương xin chào mừng tất cả quý khán giả cùng đến với Mặt Trời Mới Channel. Chúng ta đi vào một cái bài nói về cái vấn đề là cơn bão qua đi và khắc phục hậu quả của mưa lũ như thế nào tại các tỉnh Nghệ An trong thời gian vừa qua. Chuyên đề này mình lấy từ trên tờ An Ninh Thế Giới Online nha các bạn. Với tiêu đề là căng mình giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Miền Trung những ngày bão lũ, người dân oằn mình gánh chịu cơn thịnh nộ kép của thiên tai. Khi hậu quả do ảnh hưởng của cơn bão Noru còn chưa kịp khắc phục thì từ đại ngàn, lũ ống, lũ quét lại cuồn cuộn đổ về trong đêm, cuốn cả gia sản, nhà cửa lẫn con người trôi theo dòng nước. Trong đại họa đó thì lực lượng công an lại xung phong lên đường đến với nhân dân vùng lũ, gồng mình cùng bà con chống chọi khắc phục hậu quả thiên tai. Một, ta nói về Tan Hoang, huyện biên giới sau trận lũ quét trong đêm. Rạng sáng ngày 2 tháng 10, người dân bản Sơn Hà, xã Tà Cà, huyện biên giới Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đang chìm trong giấc ngủ sâu bỗng bị đánh thức bởi tiếng mưa mỗi lúc mỗi một to, cùng với đó là nước từ thượng nguồn đổ về. Càng gần sáng, lũ lượng càng lớn. Vốn quen sống chung với lũ, nhiều gia đình vội vã trở dậy để kê cao đồ đạc, lùa gia súc gia cầm đến vị trí an toàn để tránh lũ ống, lũ quét. Vợ chồng chị và Iser, sinh 1995, trú tại bản Sơn Hà, xã Cà Tạ cũng vậy. Thấy nước từ thượng nguồn chảy về mỗi lúc một lớn, chị trao cho đứa con gái út mới 4 tháng tuổi, cho hai đứa con lớn trông, còn hai vợ chồng tranh thủ kê cao đồ đạc. Ta nhìn đây là hình ảnh công an huyện Quỳnh Lưu đang giúp dân sơ tán khỏi vùng ngập lục. Trong lúc đang lây hoay dọn dẹp trong nhà, bất ngờ trong đêm tối chị giờ nghe một tiếng động lớn, tiếng rung lắc sầm sập xung quanh. Chưa kịp định thần lại thì một bất ngờ, một đợt lũ ống từ trên núi ập xuống băng qua ngôi nhà cấp 4 của gia đình cuốn theo mọi thứ. Cả hai vợ chồng chị cũng bị dòng nước cuốn dạt trôi vào một góc nhà. Trong lẫn tạp âm thanh của dông bão, chị giờ bừng tỉnh khi nghe tiếng con khóc thét. Bản năng người mẹ trỗi dậy, chị lao ra dòng nước lũ để tìm con thì cả mấy đứa trẻ đều bị nước cuốn văng ra khỏi nhà. May mắn hai đứa lớn kịp bấu víu vào bờ cây bên dọc đường nên được cứu, còn đứa út bị dòng nước cuốn mất đi sau gần một ngày nỗ lực tìm kiếm. Chiều hôm sau, thi thể cháu bé mới được tìm thấy cách vị trí ngôi nhà khoảng 50m về phía hạ lưu. Trận lũ quét kinh hoàng trong đêm hôm ấy đã để lại một hậu quả hết sức nặng nề đối với huyện biên giới Kỳ Sơn. Với hàng chục ngôi nhà bị sập chôn vùi trong bùn đất, tài sản của nhiều gia đình bị mất trắng. Cùng với đó là hàng mét khối bùn đất, cây xanh, đá tảng ngổn ngang trên khắp các con đường của thị trấn Mường Xén. Phần lớn cơ quan công sở, nhà dân ở khu vực khối 1 của thị trấn bị bùn non và đất đá ngập dày hơn 2m. Theo thống kê của huyện Kỳ Sơn cho thấy lũ trận quét đã khiến 14 ngôi nhà bị trôi hoàn toàn, 100 nhà bị ngập nặng, 19 nhà bị sạt lở, 2 xe ô tô bị trôi, 10 ô tô bị ngập trong bùn đất. Mưa lũ cũng đã làm sập hoàn toàn nhà làm việc của công an xã Tà Cà. Đến chiều tối ngày 3 tháng 10, hai bản Hòa Sơn và Sơn Hà, xã Tà Cà vẫn còn hơn 230 hộ bị cô lập. Để tiếp cận, lực lượng cứu trợ phải chặt tre làm cầu tạm bắc qua các điểm sạt lở để hỗ trợ giúp đỡ nhân dân. Các bạn nhìn hình ảnh, đây là công an huyện Kỳ Sơn đang bám vách núi treo leo để tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân bị cô lập ở phía bên trong. Khắc phục hậu quả, Thượng tá Tô Văn Hậu, trưởng công an huyện Kỳ Sơn cho biết ngay từ trưa ngày 1 tháng 10 khi trên địa bàn huyện Kỳ Sơn xảy ra mưa rất to, nước từ sông Cả dâng lên cao bất thường. Công an huyện Kỳ Sơn quán triệt đến toàn bộ lực lượng công an xã, anh em cán bộ chiến sĩ trong đơn vị bám sát cơ sở địa bàn để cảnh báo người dân không đi qua những vùng nguy hiểm như khe suối, cầu tràn, đồng thời hỗ trợ bà con di chuyển đồ đạc, tài sản lên cao, đề phòng ngập nước gây hư hỏng. Đặc biệt sau trận lũ ống quét qua bản Sơn Hà, công an huyện đã huy động 100% cán bộ chiến sĩ có mặt tại địa bàn để di chuyển người dân ra khỏi vùng sạt lở nguy hiểm. Cùng với đó, chung tay giúp đỡ nhân dân dọn dẹp nhà cửa, di chuyển lớp bùn đất vùi lấp vây quanh nhà để cứu tài sản, giảm thiệt hại ở mức thấp nhất.
tiếp xúc cùng công an huyện Kỳ Sơn, thì công an tỉnh Nghệ An đã huy động hơn 150 cán bộ chiến sĩ từ chiều tối ngày 2 tháng 10 vượt quãng đường hơn 250 km xung kích lên đường đến với bà con vùng lũ. Và thấy đây là hình ảnh của cán bộ chiến sĩ công an làm cọc tiêu sống để giúp người dân di chuyển an toàn trong vùng nước. Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An trực tiếp chỉ đạo động viên các lực lượng tham gia khắc phục hậu quả với quyết tâm sớm đưa cuộc sống người dân nơi huyện miền núi Kỳ Sơn trở lại bình thường. Công an các huyện Tương Dương, Con Cuông, Quế Phong cũng lập các đoàn công tác trực tiếp đến với tâm lũ để giúp đỡ nhân dân Kỳ Sơn sớm khắc phục hậu quả của thiên tai để sớm ổn định cuộc sống. Tại đây, cùng với các lực lượng khác như quân đội, bộ đội biên phòng, các cán bộ chiến sĩ sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân sơ tán tài sản, dọn dẹp nhà cửa và đặc biệt là đưa các nhu yếu phẩm, nước uống cho các hộ dân đang bị cô lập. Cùng với đó, lực lượng 4 tại chỗ của địa phương và người dân cùng nhau hỗ trợ tham gia ứng cứu khắc phục hậu quả mưa lũ. Tuy nhiên, công tác hỗ trợ khắc phục gặp nhiều khó khăn do nhiều nơi bị chia cắt, nước bùng ngập và sạt lở khiến nhiều tuyến đường không thể lưu thông, nên công tác khắc phục dự kiến sẽ kéo dài trong nhiều ngày tới. Đây là hình ảnh các chiến sĩ công an đã bộ đội đã vượt lũ dữ để tiếp tế thực phẩm cho đồng bào vùng lũ bị cô lập. Không riêng gì địa bàn huyện Kỳ Sơn, trong những ngày qua mưa lớn diện rộng trên các nhiều tỉnh miền Trung, trong đó tập trung lớn tại tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, gây ngập lụt cục bộ tại nhiều địa phương như Thanh Chương, Quỳnh Lưu, Hưng Nguyên thuộc tỉnh Nghệ An, Đức Thọ, Hương Khê, Cẩm Xuyên thuộc tỉnh Hà Tĩnh. Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, tính đến chiều 3 tháng 10, mưa lũ tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh đã làm 8 người chết, hơn 200 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái và hơn 14.033 ngôi nhà khác bị ngập. Mưa lũ cũng làm hàng trăm nghìn hecta hoa màu, ao hồ và gia súc gia cầm bị chết và cuốn trôi. Thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đối với các vùng đồng bằng bị lũ lụt chia cắt để kịp thời cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, đồng thời đảm bảo an toàn tính mạng tài sản cho nhân dân, lực lượng công an đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ phối hợp với công an cơ sở tại các vùng bị lũ lụt, ngập lụt, ứng trực 100% quân số để sát cánh cùng bà con trong những ngày chống chọi với cơn đại hồng thủy, giúp dân chống lũ, khắc phục hậu quả thiên tai, giữ gìn an ninh trật tự địa bàn. Trong khi đó, thì lực lượng cảnh sát giao thông tình nguyện trở thành những cọc tiêu sống tại các tuyến đường bị ngập nước hoặc bị chia cắt do sạt lở để hướng dẫn người dân tham gia giao thông an toàn. Cùng với đó, tại nhiều vị trí cầu tràn, đường liên thôn, liên xã hoặc một số tuyến tỉnh lộ, quốc lộ bị ngập nước chảy xiết do lũ dân, lực lượng công an xã đã cắt cử người căng dây, cấm biển, cảnh báo người dân và túc trực 24/24 hàng ngày để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi người dân cố tình băng qua. Các bạn nhìn hình ảnh, đây là công an xã Yên Thắng, huyện Tương Dương đã kết nối bè vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu đó các bạn. Tính đến thời điểm này thì đối với các vùng đồng bằng và hạ du, nước lũ đã bắt đầu rút trên diện rộng. Nước xuống đến đâu thì lực lượng công an cùng nhân dân và các tổ chức đoàn thể khác tiến hành dọn dẹp, vệ sinh môi trường, thu dọn bùn non tại nhà dân, các công sở, trường học để đảm bảo các hoạt động được diễn ra bình thường ngay sau khi nước lũ trôi qua. Riêng tại địa bàn huyện Kỳ Sơn, công tác khắc phục hậu quả của trận lũ quét dự kiến sẽ kéo dài trong khoảng 1 tuần đến hơn 10 ngày. Trong khoảng thời gian đó, lực lượng công an sẽ cùng ăn, ở và chung tay với đồng bào để dọn dẹp khắc phục hậu quả do mưa lũ để lại, cho đến khi người dân có cuộc sống ổn định, an yên sau cơn đại hồng thủy. Sáng 3 tháng 10, thì tại trạm y tế xã Mường Tiếp, Kỳ Sơn, sản phụ Hờ Iner, sinh 2003, bị băng huyết sau sinh, nguy hiểm đến tính mạng, cần cấp cứu kịp thời. Địa bàn vùng biên giới khó khăn cùng với tình hình mưa lũ khiến các ngã đường từ xã ra trung tâm huyện lỵ bị chia cắt, không đi lại được. Công an xã Mường Tiếp đã nhanh chóng cử hai cán bộ cùng một xe ô tô tải chở sản phụ đến bệnh viện xã Đoàn Kinh tế Quốc phòng 4 sơ cứu, sau đó tiếp tục vận chuyển đến cấp cứu tại trung tâm y tế huyện Tương Dương. Sau khi vượt qua được hơn 90 km đường núi, sản phụ đã được cấp cứu kịp thời. Trước đó thì ta biết là địa bàn xã Yên Thắng của huyện Tương Dương cũng bị lũ cô lập hoàn toàn. Ngày 1 tháng 10, chú ở bản Sóc Cấp xã Yên Thắng bị sốt xuất huyết nặng, nguy hiểm đến tính mạng.
cần phải đưa đi cấp cứu. Lực lượng công an xã đã nhanh trí chặt tre kết thành bè nổi, làm phương tiện để đưa cháu bé vượt qua dòng nước xiết đến trung tâm y tế huyện để cấp cứu kịp thời. Thì ta thấy, nhìn thấy một số hình ảnh đó, các bạn thấy nó rất là nhiều cái vấn đề chúng ta có thể là không tưởng tượng nổi. Cơn lũ nó không chỉ đơn giản trong lúc đó, mà cái vấn đề là phải khắc phục hậu quả trong sau khi mà mưa lũ. Đó là một cái điều rất là quan trọng. Chủ động khắc phục hậu quả sau mưa lũ thì Bộ Công an đã yêu cầu các công an địa phương phải tập trung để mà đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế về thiệt hại về thiên tai và tài sản. Bộ Công an đã có công điện của gửi Thủ trưởng các Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Phòng cháy chữa cháy, Cứu nạn Cứu hộ, Giao thông, Quản lý trại giam cơ sở, nói chung là tất cả Cục Truyền thông Công an Nhân dân, tất cả đều phải đồng loạt để mà hỗ trợ người dân sau cơn lũ. Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và đảm bảo tính mạng cho người dân. Đây là một cái vấn đề nó rất là khó khăn nha. Ở đây chúng ta thấy rõ là khi mà có những cái trận ra thì nhà nước và quân đội cũng như công an luôn luôn chủ động để giúp đỡ người dân. Điều đó rất là thiết thực và vô cùng quan trọng nha các bạn. Tôi đưa đến cho các bạn một số thông tin về những khắc phục hậu quả mưa lũ của đối với cái lực lượng công an nhân dân để bảo vệ cho đất nước, hỗ trợ người dân trong lúc mưa lũ. Xin chào tạm biệt và xin cảm ơn quý khán giả đã ủng hộ và theo dõi kênh. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại trong những video clip sau. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào tạm biệt.